hôm nay thì nó lả đi rồi. Tai nó ù, mắt nó lóa, nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra mà thở. Bởi vì, cũng như hôm qua, và cũng như hôm kia, hôm kia, nó đã đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, mà chẳng kiếm được tí trao lưng hồ. Nó, nó là sự đói khát, kinh tởm, kết thành hình. Nó có cái sọ đếm được tóc, không biết một thứ bệnh gì hương hỏa của cha mẹ đã làm cho cả gia chỗ ấy nhắn tín, bóng lộn đỏ đỏng đọc như cây mụn đương loét khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ, như vầng cỏ trên tảng đá cằn. Nó có một cái mặt mẹ ơi, không biết có gọi được là mặt không đấy, mặt gì mà mắt lại thế kia, và miệng lại vô dụng thế được. Phải, hắt đầu có thứ mắt xung quanh là một hình bầu dục, vẽ bằng vành thịt trơ đỏ lầy nhầy, lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ hột nhãn non truyền, vàng ánh. Còn cái miệng nó thì rô ra như miệng khỉ, hai hàm răng to tướng, lúc nào cũng cầm cập hục hạc với nhau. Nhưng thế không phải để nhai, mà để run. Vì trời rét, những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là che cho thân nó không kín. Chắc là những thứ rẻ khương mươi niên, người ta vứt đi, vì bợt quá. Nhưng nay nó buộc miếng nọ với miếng kia, díu mảnh này vào mảnh khác, và vì dùng lâu ngày, nên cũng dày thêm bằng tầng mồ hôi, quện với ghét và bụi đố ai đếm nổi tất cả có bao nhiêu chỗ rách và những chỗ rách ấy hình gì đố họa sĩ nào pha đúng được màu quần áo ấy và nếu có cởi những thứ ấy ra đem treo lên cho công chúng đoán đố ai dám nói đó là đồ mặc của người vậy thì với bộ quần áo sơ mướp ấy nó biến thành một cái bù nhìn bù nhìn là cái khung có hai tay và hai chân làm bằng ống tre thì nó cũng là cái khung có hai tay và hai chân chẳng to hơn mấy bù nhìn có bộ mặt chẳng thành hình, thì nó có bộ mặt cũng rúng gió, xấu xí như con ma dài. Nhưng bù nhìn chỉ làm cho chim chóc phải sợ hãi, nhưng nó thì có thể làm cho người ta không dám đến gần. Vì đến gần nó, trông thấy nước da đen sảm, răn reo của nó, người ta tưởng như đó là cây thây ma chưa tiêu hết hiện về. Và cũng có mùi hôi thối sông lên, và cũng có ruồi nhặng bám vào để hút chất bẩn, thật thế, một đông rác, chưa đáng sợ đáng tởm bằng nó. Vậy mà nó phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ để kiếm cây nhét vào dạ dày. Để nó sống, vì nó chưa chết, nó đã đi ăn mày, nhưng ai cũng đuổi nó quầy quầy. Người ta quen cho những người sạch sẽ, con nét mặt đáng thương, có quần áo còn dính đôi chút mỹ thuật. Người ta chỉ bố thí cho kẻ ăn xin, hạng nhất. Còn nó, nó đi đến đâu, người ta đóng cửa, người ta chửi, hoặc người ta mặc kệ cho chờ chán thì phải cút cho nên nó phải làm lấy mà ăn. Nó đến các chợ, vét những tí bánh còn dính trên lá, và gẫm những màu khoai vứt còng queo trên đất sạn. Nó lại van đứa ăn xin khác bớt cho nó chút canh cặn cơm thừa. Nhưng mấy hôm, chỉ có mần ấy thư tọng vào bụng, nó sống làm sao được. Nó phải ăn đến thịt nó, bởi thế, nó gầy hơn, nó cỏm hơn, nó đét lại, không đủ sức lê nổi tấm thân đã mòn. Bởi thế, chân tay nó lúc nào cũng run rẩy như cầy sấy mắt nó dương to tướng nhưng vẫn lở đờ nó không bệnh tật gì song nó ngây ngô như người ốm hôm nay thì nó lả đi rồi tai nó ù mắt nó lóa nó nằm vật ở lề đường miệng nó há hốc ra vì đói nó chỉ thèm được ăn cộng cộng bà ấy thì đến một tháng nay cứ phải uống thuốc mãi đầu tiên ông đốc tờ tây đi ô tô đến nhà đem đủ các thứ đồ dùng để nghe ngực thử máu rồi ông bóp chán kê cái đơn mua mất ngót một chục đồng bạc thuốc nhưng uống thuốc mà bà ấy vẫn thấy thế bà bỏ dở không dùng có người mách một bác sĩ người nam chữa bệnh giỏi lắm bà ấy cho mời liền và cũng như bận trước thuốc không công hiệu bà cho là thuốc tây không hợp với tạng bà thuốc tây chỉ tài về khoa cấp cứu chứ bà phải dùng thuốc bắc thuốc bắc tuy hiệu nghiệm chậm nhưng khi đã ngấm vào trong tạng phù người ta thì nó chắc chắn lắm nó hợp với bà hơn. Bà bèn mời một ông lang ta. Quả nhiên, ông lang cũng đồng ý với bà, bảo rằng thuốc tây chữa người nam không được, vì nó chỉ làm để cho người tây dùng và lại, doctor chỉ hay dọa dẫm, động một tí là lao, là đau dạ dày, là thương hàn, là đến một nghìn thứ bệnh nguy hiểm khác. Ông lang gión hai ngón trên cổ tay bà, trầm ngâm. Ông lim dim đôi mắt, rồi lúc tóm chúng bệnh, ông lấy bút giấy kê đơn lập tức ông hẹn uống một chén, bà sẽ thấy khác ngay. Uống đến ba chén, bà không còn một tí gì khó chịu trong người nữa. Lúc đó, chỉ cần dăm thang thuốc bổ, là bà lại khỏe mạnh như thường. Bà cho người lên hiệu bào chế cân thuốc, bà yên trí thuốc có nhiều vị đắt tất là hay. Bà chẳng tiếc tiền, bỏ ra hơn 5 đồng, đổi lấy một bát nước sánh như mật. Nhưng nghe ngóng một hôm tròn, bà chẳng thấy bệnh truyền. Vẫn thế, kiên tâm bà lại cân chén nữa và chén nữa nhưng bà lắc đầu chịu không thể tin được mấy ông lang ta chỉ khuếch khoác cái mồm rồi bà mời đến ông thầy khách thầy khoe nhà thầy đã ba đời làm thuốc ở bên an nam thầy nói tiếng an nam sói như người an nam tuy thầy đã già và tứ đại đồng đường nhìn bộ râu bạc dài dưới cằm thầy con bệnh tín nhiệm ngay vậy mà thầy cần làm khách hàng tín nhiệm hơn nên hết rèm pha thuốc tây đến chê bai các ông lang an nam thầy rằng không ai biết gì hết duy thầy mới khiến nổi bệnh này thầy cũng xem mạch và xem cẩn thận lắm thầy hỏi vặn từng tí và sau hết bảo bà cho người nhà theo về hiệu lấy thuốc thầy cam đoan bà uống thuốc này không phí tiền nhưng chán chưa thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì cả lạ quá bệnh gì lại có bệnh thuốc không trị nổi bao giờ bà ấy có bệnh gì không biết vì mấy ông thầy thuốc không ông nào nói rõ nguyên là bà ấy béo quá gớm béo đâu có béo lạ béo lùng thế, béo đến nỗi hai má chảy ra, cổ rụt lại, béo đến nỗi bụng sệ xuống, béo đến nỗi trông phát ngấy lên, mà bà ấy lại giàu nữa mới dày già chứ, nhà, bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố, ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê, tiền, cạnh tường buồn ngủ, cây kết khổng lồ, lúc nào cũng chứa hàng tập giấy trăm lớn. Bà ấy có đủ điều kiện để sung sướng. Nhưng chỉ có một tí xíu mà trời chẳng chiều cho ai được hoàn toàn. Là bà ấy yếu dạ lắm, bà ấy chỉ phiền về mỗi chỗ ấy. Thế mà hôm cuối tháng trước, một bà bạn mời bà ấy đến ăn cỗ cưới con gái. Bà ấy đã tinh chối từ, xong lại sợ bị trách. Cho nên bà ấy phải dàn lòng đến ngồi vào mâm cơm. Bà bạn gấp tiếp, ép ăn những bóng, những mực, những long tu, những vây cá, và đến trăm thứ khác nữa. Nể bạn bà ấn ngắc lên đến cổ và lo quá vì biết rằng xong bữa cỗ này rồi thế nào cũng có chuyện lôi thôi to đây quả nhiên từ hôm ấy đến nay bà ấy cứ thấy bình bịch cái bụng lúc nào cũng đầy đầy không tiêu khó chịu quá khổ thật thuốc thang chịu uống đến thế mà bà ấy không đói cho bà ấy chỉ thèm ăn được chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa